Rồi, từ từ, rồi rồi. Hồi di chuyển thì đâu cần cài lại đâu đúng không? Không cần cài lại. Rồi rồi rồi, rồi. Bây giờ nó di chuyển qua lại bên đây không cần cài. Di chuyển máy được. Không cần, vậy đó. Rồi. Đầu tiên mình tải driver chứ. Rồi, vô tải driver này. Rồi Google. Rồi chạy luôn. Rồi driver, customer, rồi. Cái này là Win 764 là mình chọn Win 764. Win 764. Chọn Win 764. Tại cái BN 66. Ừ. Bấm này là đều download. Rồi, bấm download. Nó tải gì? Rồi, download cái tải về đây. Anh đợi nó tải về chút xíu. Ok ok ok. Dạ đã anh chút xíu. Tụi nó đi thi à? Dạ. Đi thi gì à? Ghê à? Tại xong rồi mình mở ra cho học sinh đi thi là mấy? Mình nhập đất vô mình giải nén nó đi. Nó tận dụng rồi ba. Nè. Chọn ra là xem. Ở nhà này nhập ra cái ổ nào để mình lưu dễ lưu ổ ổ đê ổ nào cũng được ok nét xong rồi ok này là bước này là tải driver và bắt đầu cài cài ok. Đánh cái địa chỉ mấy cô tô vô một điểm này là địa chỉ mấy cô tô còn vô hai cái đi lúc chạy tới cái đường dẫn để mình lưu với driver OD này à. Cái trường hợp này mình cắt cái gì à? Đây, cái mục này em tải nha. Rồi. Trúc vô. Ok. Ok. Mình chọn cái 5001. Rồi. Nét ta. Rồi, nét ta. Cái này cái nào cũng được, không có xe nữa. Ừ. Rồi, phía nít luôn. Xong là cái driver của mình đây. Ừ. Mình làm thêm một bước nữa là vô đây, chọn cái driver của tên. Ừ, driver của tên. Xong thì chọn cái VFN. Ừ, VFN. Mình chọn cái hàng A4. Ừ. Sao chọn A4? Nhấp cho nó thôi. Ừ. Nhấp cho nó thì chọn A4 ha. Ừ. À, xong, áp lên ok. À, nhưng mà bây giờ cái Y3 vẫn được chứ? Nó bán được. Nhưng mà nó cứ chọn mặc định là A4 vậy hả? Mặc định A4. Rồi, em mới tỉnh. Rồi, xong. Rồi, xong. Vậy đó.